Về được duy nhất một em nữa cho bác nhé. Con này các bác nào mua tặng con này, tặng chị em hoặc tặng bạn, tặng chồng. Những thương hiệu của iPhone này thì nó phải nói luôn là nó quá bền bỉ rồi. Về tiếp cho các bác con iPhone 6 Plus, con này 6 Plus luôn. Đẹp long lanh, bao hoạt động tất cả tình trạng bình thường hết. Đã em đã Tuấn đã test rồi, có sạc cho bác thôi luôn. Có sạc theo cho bác. Để cho bác mức mức giá con này thấp nhất là 1.990.000. Bây giờ cái tầm tiền đấy, cái em đố các bác là mua được mấy con Android nó không bền đâu. Riêng dòng này thì phải gọi là nồi đồng cuối đá nhé, nói luôn là nồi đồng cuối đá đi. Nó cửa này nó đẹp lắm nhé. Con này màu lông chuột ok chưa, nồi đồng cuối đá không thể chê được nhé, màu lông chuột 1.990.000 đấy. Mở cái vào kênh Tuấn Đông Thanh Phú Thọ luôn này. Nhìn chưa? Đấy. Hết căng. Coi nhé. Này tiếng đây, em cho tiếng lên cho bác. Không bảo đấy. Bác chơi những đôi loa như thế này, sao báo cáo bác là bao vào luôn cho bác tiếng. Không? Đấy. Em tuần bao quý hiếm cho bác. Ok chưa? Con này bản con này hình như bản xuất Mỹ thì phải không ạ? Để em Tuấn vào xem nào. Đây cài đây, để đặt này, giới thiệu này. Đây ạ, tên iPhone này. iPhone 6 Plus rồi, đã phiên bản phần mềm đã 14.3 rồi cơ. iPhone 6 Plus rồi, phiên bản này MKLLA, LLA là bản con này xuất Mỹ rồi. Ok chưa? Phiên bản dung lượng 16GB dùng thoải mái rồi. Xem video lướt rao Facebook, TikTok rồi chat, game, camera, chụp ảnh. Các nhìn này. Chụp ảnh quá nét quá nhá. Nét căng luôn. Ok chưa? Em đảo luôn camera trước cho bác luôn này. Và là trước bác nhìn này, anh em với các bác đây, nhìn chưa? Đấy. Mọi chức năng dùng hoạt động bình thường, là tóm lại là em Tuấn bao chức năng hoàn toàn. Con này to. Con này là iPhone 6 Plus bác nhá. Đây là con 6 Plus. Còn con 6 thường thì nó sẽ bé hơn. Đây ạ, con 6 thường đây ạ. Đây là con 6 thường. 6 thường bác nhìn thấy chưa? Nó bé hơn. Được chưa? Đấy. Được chưa? 6 Plus, 6 thường rồi. Bao hoạt động bình thường hết cho các bác luôn. Sạc tiếp theo cho bác bình thường. 1.990.000. Rồi, em Tuấn chào các bác nhé. Con này thì bền vô đối rồi, khỏe, bền, đẹp nhá. Tay cầm form vừa đẹp luôn. Chào các bác.